Chúng ta tiếp tục đến với cái câu số 23. Cho hình chấp SABC có SE một góc với đáy, tam giác ABC không vuông, gọi H và K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC. Yêu cầu tính góc giữa SC và mặt phẳng BHK. Ở đây SE một góc với đáy cho nên các em phải vẽ SE thẳng đứng nha. Tam giác ABC không vuông. Rồi, SE thẳng đứng. Rồi, SE thẳng đứng đây. ABC. Được chưa? Thế thì người ta gọi H và K lần lượt là trực tâm. Thì khi mà em vẽ trực tâm á, thì nó là giao điểm ba đường cao. Thì đây các em vẽ trực tâm của tam giác ABC, nó là giao điểm ba đường cao của tam giác ABC. Em phải vẽ đây một đường cao này, hai đường cao này. Đây là H ha. Tiếp tục, đây là một cái đường cao thứ ba trong tam giác SBC. Thì đây là đường cao thứ hai nha các em. Đây là cái thứ nhất, đường cao thứ hai này. Rồi, đây chính là điểm điểm K. Đây chính là điểm H. Được chưa? Rồi, người ta yêu cầu tính góc giữa SC và mặt phẳng gì các em? BHK. SC và mặt phẳng BHK. Rồi, SC và mặt phẳng BHK đây. Nhưng mà mặt phẳng BHK thì nó có thể kéo dài ra, nó chính là mặt phẳng này. B I Z ha, B I Z. Được chưa? Thì mấy em phải nhận xét được một điều này. Ở đây thứ nhất là BH này, đúng không? BH này vuông góc với AC, đúng chưa? BH vuông góc AC mà BH lại vuông góc với SA. Cho nên là dĩ nhiên BH sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC, đúng không? Vậy do đó BH sẽ vuông góc với là gì? SC. Đó. Vậy ta có nha. BH vuông góc với lại AC. BH lại vuông góc với lại SA. Bởi vì SA vuông góc với đáy, đúng không? Cho nên suy ra BH vuông góc với mặt phẳng SAC. Do đó BH vuông góc SC. Và tương tự các em có thể chứng minh được BK này nó cũng vuông góc SC các em. Cái chỗ này góc vuông nha. Em có thể chứng minh được BK vuông góc SC. Mà đâu có chứng minh gì đâu. BK nó là đường gì các em? Đường cao mà. BK nó là đường cao. Bởi vì K nó là trực tâm cho nên BK nó cũng vuông góc SC luôn. Vậy đơn giản đúng không? Nhưng mà suy ra một điều là gì? SC nó vuông góc lại BH và SC vuông góc lại BK. Cho nên suy ra SC vuông góc với mặt phẳng gì? BHK. Đúng không? SC vuông góc với BHK thì góc giữa SC và mặt phẳng BHK bằng nhiêu em? 90 độ. Góc giữa SC BHK nó bằng 90 độ. Được chưa? Đáp án là gì em? C. Câu 23 đáp án C nha. Câu 23 đáp án C. Tiếp tục là đến câu số 24. Rồi, câu số 24 nha. Rồi, người ta cho hình chấp SABC. Trong đó SA vuông góc với mặt phẳng ABC, tam giác ABC không vuông, gọi H và K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và tam giác SBC. Số đo góc tạo bởi HK và mặt phẳng SBC. Vậy cái hình này nó khá giống với câu 23 vừa rồi, cho nên thầy tận dụng lại nha các em. Đây,
Nó là này, đấy, câu 24 này, nó khá giống câu 23 này. Câu 24. 23. Câu 23 nãy rồi, bây giờ câu 24 này, đúng chưa? Câu 23, 24 nó khá giống nhau về đề, đúng không? Thì hình chóp này có x a vuông góc với đáy này, tam giác ABC không vuông này, gọi h và k lần lượt là trực tâm, h và k lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và XBC, đúng nha. Người ta hỏi số đo góc tạo bởi HK và mặt phẳng XBC, HK nhưng em HK và mặt phẳng XBC, đúng nha. Thế thì rõ ràng là mấy em thấy là gì? Ở đây HK này, mấy em sẽ chứng minh được luôn, chứng minh được nó vuông góc với mặt phẳng SBC luôn, đúng chưa? Hồi nãy mình đã chứng minh được SC này nó vuông góc với mặt phẳng gì rồi? BHK đúng không? SC vuông góc với mặt phẳng BHK đúng không? Như vậy ta có SC vuông góc với mặt phẳng BHK thì ta có được là SC vuông góc với HK. Đúng chưa? SC vuông góc với HK một đường. Rồi, như vậy HK đã vuông góc với SC rồi. Thì bây giờ ta sẽ chứng minh HK vuông góc thêm một đường nữa. Thì rõ ràng ở đây mấy em thấy đó chính là BC này. Ta sẽ chứng minh được BC vuông góc với mặt phẳng SAHK. Thì gọi cái chân đường cao này là M đi. Đấy. Đấy. Như vậy khi đó ta có này. Ừ. Thứ nhất là BC vuông góc với lại AM. AM hay nó chính là AH luôn đó. Rồi. Rồi BC thì lại vuông góc gì nữa các em? Vuông góc gọi là SA. Đúng không? Suy ra BC sao? Vuông góc với mặt phẳng SM. Đúng chưa? Mà BC vuông góc SM thì dẫn tới là BC vuông góc với lại HK. Bởi vì HK nó chứa trong mặt phẳng SM, đúng không? Như vậy từ đó suy ra là HK vuông góc với hai đường. Đó là SC và BC. Vậy đó, HK vuông góc với mặt phẳng SBC. Mà HK vuông góc mặt phẳng SBC tức là góc giữa HK và mặt phẳng SBC bằng nhiêu em? 90 độ, đúng không? Suy ra góc giữa HK và mặt phẳng SBC bằng 90 độ. Vậy đáp án là gì em? Câu số 24 đáp án là B. Câu 24B nha. 24B. Được chưa? 24B. Rồi tiếp tục câu 25. Câu số 25. Người ta cho hình chóp tam giác đều. Hình chóp tam giác đều OABC. Hình chóp tam giác đều OABC có ba cạnh OA, OBC đôi một vuông góc và đồng thời có cạnh là bằng A. Người ta gọi phi là góc giữa AO và mặt phẳng ABC. Tính tan phi. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy là hình chóp tam giác đều thì kem vẽ gì trước? Kem vẽ đáy trước. Kem vẽ đáy xong rồi kem phải lấy tâm của đáy. Lấy tâm của đáy và đồng thời dựng cái đường thẳng đứng lên, được chưa? Rồi. Thế thì hình chóp tam giác đều thì đáy đáy ở đây chính là ABC này. Đó, ABC là tam giác đều. À, chúng em vẽ tam giác thường thôi. À. Đây. ABC. Rồi, em lấy tâm của đáy nha. Thì gọi ở đây là Y là tâm của đáy. Tâm của đáy là giao điểm ba đường cao, ba đường trung tuyến. Nhưng mà giao tam giác đều ba đường đó cái chùm đâu thôi. Tập gọi Y là tâm của đáy. Rồi Y là tâm của đáy này. Được chưa? Rồi ta dựng thẳng đứng lên, dựng thẳng đứng lên. Trên đó ta lấy điểm gì? Điểm O. Được chưa? Vậy chúng ta nối OA này này, nối OB, OC lại này. Rồi. Như vậy thì cái hình chóp tam giác đều này người ta cho thêm ba cái cạnh OA, OBC này sao? Đôi một vuông góc nha em. Đôi một vuông góc. OA vuông góc đôi OB. OB vuông góc OC rồi OC vuông góc OA, được chưa? Và đồng thời có cạnh là bằng A. Thì ở đây mình để ý thêm thôi.
Tức là nếu mà OA, OB, OC đôi vuông góc á, thì em có thể chứng minh được là OA nó sẽ vuông góc với mặt phẳng OBC. Tương tự OB nó sẽ vuông góc với mặt phẳng OAC, đúng không? Rồi OC sẽ vuông góc với mặt phẳng OAB. Được chưa? Đó. Đó là khi OA, OB, OC đôi một vuông góc. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu là gì? Gọi phi là góc giữa AO và mặt phẳng ABC, tức là AO với đáy này. À. Thì trong mình chấp đều, người nhớ là với y gọi là tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy, thì ta có luôn luôn có, cái này không cần phải chứng minh. À. Ta có là OI nó sẽ vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. OI nó sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC, được chưa? Vậy cho nên chúng em thấy là hình chiếu của cái đường OA lên mặt phẳng ABC chính là AI. Vì đó suy ra góc giữa OA với mặt phẳng ABC chính là bằng góc giữa OA với lại đường hình chiếu là AI, nó bằng góc OAI. Và đây chính là góc phi này các em. Đây chính là góc phi. Phi chính là góc giữa AO và mặt phẳng ABC, đúng không? Người ta cho ký hiệu đây là góc phi. Rồi. Thế thì đề yêu cầu là tính tan phi. Thì tan phi là bằng gì? Tan phi là bằng đối chia chia kề, tức là OI này. Chia kề tức là AI. Đúng không? Bởi vì tam giác OAI là nó vuông tại I này. Đó. Tìm tan thì lấy đối chia kề. Đó. OI chia cho AI. Rồi. Thì các em bây giờ các em phải tính được cho thầy hai cái cạnh này. Đúng không? Thì bây giờ mình thấy là nhận thấy này. Cái tam giác OAB chẳng hạn đi là nó vuông cân, đúng không? Thì bao giờ các em cũng tính được cái cạnh AB là bằng A căn 2, đúng chưa? Mà tam giác dưới đáy này tam giác đều, như vậy thì cái này tam giác ABC cạnh của nó là A căn 2 hết, vì tam giác đều mà, đúng không? Như vậy thì AI nó bằng, thì gọi H là trung điểm BC nha. À, AI bản thân AI này thì bằng 2 phần 3 AH, đúng không? AI là bằng 2 phần 3 AH. AI bằng 2 phần 3 AH, được chưa? Mà AH thì bằng gì? Là đường cao của tam giác đều. Như vậy AH bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Cạnh ở đây nó chính là A căn 2 nha. Rồi nhân căn 3 chia 2. Được chưa? Như vậy các em rút gọn đi. Nó bằng gì các em? Nó bằng A căn 6 trên 3. A căn 6 trên 3. Được chưa? Như vậy thì ta đã tính được AI rồi. Bây giờ tính thêm cái gì thôi? OI. OI. OI thì nó dựa vào biện Pythagore thôi. Tam giác này nó vuông tại I này. Vậy OI là bằng căn bậc 2. OA bình trừ cho AI bình. Được chưa? Vậy thế vào. Vậy là căn bậc 2. A bình trừ cho AI thì nó chính là cái căn này bình. Như vậy là 6A bình chia 9. 6A bình chia 9. Được chưa nào? Đó. Rồi. Thì 9 thì ra là A căn 3 trên 3. Rồi. Như vậy thì thế vào đây. OI là bằng A căn 3 trên 3. Chia tức là nhân nghịch đảo. AI là 3 phần A căn 6. Rồi. Đáp án là gì các em? 1 phần căn 2. Đáp án là 1 phần căn 2. Được chưa? Rồi, như vậy đáp án của câu 25 này là đáp án gì? Để coi. Câu 25. Câu 25 đó rồi. Đây. Câu 25 đáp án 1 phần căn 2 tức là đáp án A nha các em. Đáp án A. Câu 25 A. Câu 25 A. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến câu gì? 26 nha. Các em đọc đề câu 26. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, được chưa? Cho tam giác ABC vuông cân tại A
BC thì bằng A. BC thì bằng A. Rồi. Trên đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng ABC, lấy điểm S sao cho SA là bằng A căn 6 trên 2. Tính góc giữa SA và mặt phẳng ABC. Rồi. Thì các em vẽ hình ra. Tam giác ABC thì các em vẽ thường thôi. Rồi. ABC thường. Nhưng mà mình ký hiệu lên. Ví dụ đây là nó tam giác vuông cong tại A thì mình ký hiệu vuông tại A này. Hai cạnh này bằng nhau này. Đó. Rồi BC mình người ta cho nó bằng A. Được chưa? Rồi. Trên đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng ABC, vuông góc với mặt phẳng ABC. Đây. Lấy điểm S. Đó. Được chưa? Rồi. Sao cho SA nó bằng A căn 6 trên 2 này. A căn 6 trên 2. Được chưa? Rồi. Tính góc giữa SA và mặt phẳng ABC. Mặt phẳng ABC. Tính góc giữa SA và mặt phẳng ABC. Được chưa? Thì thật ra thì các em, nếu mà em nhớ cái ba cái dạng mà thầy cho trong cái phần lý thuyết á, thì đây nó chính là góc giữa vậy các em. Đây là góc giữa đường cao, đường cao và mặt bên, đúng không? Đường cao và mặt bên. Thì các em có thể dựng được cái góc giữa SA và mặt phẳng ABC một cách nhanh chóng thế này. Tức là từ A các em dựng vuông góc tới BC. Từ A nha, dựng vuông góc tới BC. Rồi, nối, đây là SAH đi, góc BC, nối SH lại. Nối SH lại. Thì khi đó, góc giữa SA nó với mặt phẳng, góc giữa SA với mặt phẳng SBC, nó chính là góc ASH. Nó chính là góc đây, ASH. Mà em sẽ chứng minh được, đúng không? Thì ở đây, thì chứng minh tại sao? Tại sao? Là góc giữa SA với mặt phẳng SBC nó chính là góc ASH. Được chưa? Thì thật ra thì các em có thể nhớ, làm trắc nghiệm thì em nhớ thôi, em dựng ra được thôi. Nhưng mà nếu mà làm tự luận thì mình phải chứng minh ra, đúng không? Thì chứng minh cho em thấy nha. Tức là ở đây ta có là ta đã dựng được AH vuông góc BC rồi. Tức là BC vuông góc AH này, đúng không? Rồi BC nó lại vuông góc với gì? SA nữa. Đúng chưa? Vậy cho nên suy ra là BC vuông góc với mặt phẳng gì? SAH. Đúng không? Mà BC vuông góc với mặt phẳng SAH. Rồi. Cho nên là từ A này này thì dựng vuông góc lên thành SH, dựng AI vuông góc với lại là SH tại H. Như vậy thì AI này nằm trong mặt phẳng SAH, cho nên AI này khi mà nó vuông góc với SH rồi thì nó còn vuông góc với BC nữa, vuông góc BC. Đó, đúng chưa? Như vậy bởi vì BC nó vuông góc với mặt phẳng SAH mình mới vừa chứng minh, đúng không? Cho nên là AI này vuông góc với BC. Như vậy là BC vuông góc với hai đường, AI vuông góc với hai đường, đó là SH và BC. Đúng không? Cho nên suy ra là AI vuông góc với mặt phẳng SBC. Đó. Như vậy có nghĩa là hình chiếu vuông góc của điểm A lên cái mặt phẳng SBC các em, nó chính là điểm gì? Điểm Y. Nó chính là điểm Y. Do đó là hình chiếu của SA lên mặt phẳng SBC chính là SY. Vậy do đó góc giữa SA và mặt phẳng SBC nó chính là góc ASY. Nhưng mà góc ASY thì chính là bằng gì? Góc ASH. Đúng không? Như vậy thì góc giữa SA với mặt phẳng SBC chính là bằng góc ASY, cũng chính là bằng góc ASH luôn. Đúng không? Thì đó là thầy chứng minh. Chứ còn trong khi mà làm trắc nghiệm thì em cứ nhớ là đây là góc giữa đường cao với lại một cái cạnh bên, một cái mặt bên. Đường cao mặt bên thì các em chỉ còn dựng hai cái đường vuông góc thôi. Vuông góc đến cạnh đáy rồi nối lại
thì nó ra được cái góc nối từ A đến giao điểm đến cái đường vuông góc, nó chính là cái góc giữa SA và mặt phẳng, góc giữa đường K với là mặt bên, được chưa? Thì các em thấy rằng ở đây nó là người ta yêu cầu tính gì, tính số đo, tính số đo luôn. Thế thì dựa vào tam giác nào các em? Rõ ràng là dựa vào tam giác SAH luôn, đúng không? Thì tam giác này nó vuông tại gì? Tại A. Và đồng thời AH này nó là đường cao của tam giác cân này này, nhưng mà nó cũng là đường trung tuyến luôn. Mà đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Như vậy AH, lưu ý nha, đây AH này nó bằng gì? BC trên 2. Nó bằng A trên 2 nha các em. A trên 2. Được chưa? Vậy xét trong tam giác đó là tam giác gì? Tam giác SAH ta có này, cạnh AH có rồi này, cạnh SA có rồi này. Như vậy chúng ta dùng gì? Tan ha. Tìm tan này đối với kề. Tan của ASH bằng đối tức là AH này chia kề tức là gì? SA. Đúng chưa? Như vậy ta có AH là bằng nhiêu? A chia 2 này. Chia là nhân nghịch đảo SA đây. SA là nhân nghịch đảo là 2 phần A căn mấy? A căn 6. Như vậy rút gọn đi là bằng gì các em? Rút gọn đi là bằng 1 phần căn 6 đúng không? 1 phần căn 6. Rồi sao cái góc này nó không đẹp nha? Nó đâu có đẹp đâu. Rồi. Như vậy là tam giác vuông cân BC bằng A mà. BC bằng A. Thì đúng rồi. AH nó bằng A chia 2 đúng rồi đúng không? Như vậy là AH bằng A chia 2 thì SA nó bằng là A căn 6 trên 2 thì đơn giản đi, nó bằng 1 phần căn 6. Rồi. Như vậy suy ra mấy em suy ra góc ASH bằng nhiêu? Mấy em bấm shift tan bấm 1 phần căn 6. Shift tan shift menu 1 shift tan bấm 1 phần căn 6. 22 độ. 22 độ. 22 độ thì đâu có trong đáp án này đâu. Thì nghĩ là cái đề này người ta cho thiếu đúng không em? Thiếu dữ kiện, tức là sai dữ kiện chút. Thì sửa lại cái đề chút xíu nha. Sửa lại cái đề chút xíu, tức là SA nó bằng A căn 3 trên 2 đi. A căn 3 trên 2. SA bằng A căn 3 trên 2 thì nó sẽ ra rất là đẹp. SA bằng A căn 3 trên 2 nha. A căn 3 trên 2. Rồi. A căn 3 trên 2 thì chỗ này là A căn 3 trên 2 này. Đó. Như vậy thì chỗ này là 2 chia A căn 3 này, đúng không? 2 chia A căn 3. Vậy lúc đó là cái chỗ này nó sẽ là căn 3, 1 phần căn 3. Thì góc này nó sẽ là 30 độ em. Mình sẽ bấm nó là 30 độ. Được chưa? Như vậy thì đáp án 30 độ, đáp án B nha. Đáp án B, 30 độ. 26B. Như vậy thống nhất là chúng ta sửa lại câu 26 là A căn 3 trên 2. Cái độ dài thôi, không có gì cả. Đúng không? Rồi. Đáp án này là đáp án B. Mấy em chú ý đây là góc giữa đường cao và mặt bên nha em, góc giữa đường cao và mặt bên. Tiếp tục các em đến với câu số 27 luôn nha. Câu số 27. Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với mặt phẳng BCD. Tam giác BCD đều và AB nó bằng 2A. Rồi. Đây người ta có vẽ hình này này. AB vuông góc với mặt phẳng BCD. Tam giác BCD là đều. Cạnh bằng 2A, AB nó bằng 2A. Tam giác BCD đều cạnh là bằng A. Được chưa? Tuy nhiên là nó cái hình nó mờ quá thì vẽ lại cho em. Vẽ lại cái hình. Đây. AB vuông góc BCD đây. AB vuông góc BCG là tam giác đều. Được chưa? BCG là tam giác đều. Vẽ lại cho dễ nhìn. Rồi. Cái cạnh AB người ta cho là 2A này. AB vuông góc ở đấy này. Được chưa? Tam giác BCG đều là cạnh A này. Rồi. Được chưa? Nối lại. Nối lại. Rồi. Được chưa? Thế thì người ta gọi M là trung điểm của gì? AG. M là trung điểm AG. Đây.
Câu A, tính tan của góc tạo bởi CM và mặt phẳng BCG. CM nha. CM và mặt phẳng BCG. Được chưa? CM và mặt phẳng BCG. Thật ra thì trong cái hình này người ta cũng có gợi ý để làm câu này đó. Nhưng mà thôi, chúng ta suy nghĩ một chút này. Này, nhìn đây. Góc giữa CM đúng không? CM này với lại mặt phẳng đáy BCD thì các em thấy giao điểm là gì rồi? Giao điểm là C rồi đúng không? Giao điểm là C rồi. Vậy em cần tìm hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng BCD nữa thôi đúng không? Tìm hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng BCD thì các em thấy này. AB nó đã gì? Nó đã vuông góc với đáy này này. AB nó đã vuông góc với đáy rồi. Cho nên chỉ cần các em dựng cho thầy song song với AB thì nó sẽ vuông góc với đáy. Đó, những cái đường nào mà song song với AB thì nó sẽ song vuông góc với đáy, đúng không? Thế thì M là trung điểm AB rồi, AD rồi. Thì ta chỉ cần gọi N là trung điểm của gì? BD thôi. Thì ta có MN nó sẽ gì luôn? Song song với AB ngay, đúng không? Đó, MN mà song song với AB ngay thì lúc đó MN sẽ vuông góc với đáy. Đúng chưa? Như vậy ta có ngay hình chiếu của MN, hình chiếu của M lên mặt phẳng BCD chính là điểm N. Rồi hình chiếu của MC lên mặt phẳng BCD đó chính là NC. Hình chiếu này chính là NC, được chưa? Như vậy thì góc giữa CM với lại mặt phẳng BCD chính là góc giữa CM với cái đường hình chiếu tức là CN. CM với CN là góc này bằng góc MCN. Nó bằng góc MCN. Và nó bằng góc MCN thì chúng ta đi tính góc MCN dựa vào cái tam giác MCN luôn. Cái tam giác này nó vuông tại N bởi vì MN nó vuông góc với đáy đúng không? Thì MN nó sẽ vuông góc với lại CN. Tam giác này vuông tại N thì mấy em coi thử là nó có cạnh nào rồi, đúng không? Thì ở đây CN nó là đường trung tuyến, đồng thời nó cũng là đường cao. Vậy CN nó bằng gì? Cạnh nhân căn 3 trên 2, nó là đường cao của tam giác đều được em. A căn 3 trên 2. CN bằng A căn 3 trên 2, được chưa? Rồi, MN thì lại là bằng một nửa của gì? AB, bởi vì MN là đường trung bình. Mấy em tính được ngay, MN bằng A. AB chia 2 là bằng A. Như vậy là cạnh đối và cạnh kề, chúng ta dùng tan. Tan góc MCN bằng đối, đối tức là MN. Chia kề tức là NC. Rồi, như vậy là bằng A chia tức là nhân nghịch đảo 2 phần A căn 3. Nha, vậy là bằng 2 phần căn 3. Rồi, rõ ràng người ta yêu cầu tính tan của góc này CM và BCD. Tan của nó chính là 2 chia căn 3. Đáp án gì kìa? 2 chia căn 3 thì đáp án A. Câu 27 đáp án A, được chưa? Rồi tiếp theo. Câu 27 ý thứ hai câu B. Ý thứ hai là tính tan của góc tạo bởi AC và mặt phẳng B ABD nha. Tính tan của góc tạo bởi AC AC và mặt phẳng B ABD ABD và mặt phẳng ABD. Được chưa? Tính tan của góc tạo bởi AC và mặt phẳng gì? Và mặt phẳng ABD. Rồi. Thế thì đây chính là góc giữa gì các em? Giữa một cái cạnh bên và cái mặt đứng. Góc giữa cạnh bên với mặt đứng. Thì về nguyên tắc làm nhanh thì chúng ta kể từ C vuông góc đến mặt đứng. Vuông góc đến mặt đứng xong rồi chúng ta nối A nối từ C đến giao điểm đến cái điểm hình chiếu là xong. Đấy. Nhưng mà ở đây thì chứng minh luôn ha, chứng minh cho các em tại sao ha. Thế là ở đây ta cần tìm hình chiếu của AC này. Hình chiếu của AC lên cái mặt phẳng ABD, lên mặt phẳng ABD đúng không? Thì ta đã có trước đó là gì rồi? CN này nó vuông góc với lại BD đúng không? Bởi vì nó là đường cao mà. CN nó còn vuông góc với gì nữa? Với lại AB nữa. Bởi vì AB vuông góc với đáy, cho nên AB vuông góc với CN. Từ đó suy ra CN vuông góc với mặt phẳng ABD. Đó. Như vậy suy ra là CN vuông góc với mặt phẳng ABD, cho nên hình chiếu của điểm C lên mặt phẳng ABD chính là điểm N.
Và do đó hình chiếu của AC lên mặt phẳng ABG chính là gì em? Chính là AN. Hình chiếu nó chính là AN. Như vậy thì góc giữa AC và mặt phẳng AC và mặt phẳng ABG chính là bằng góc giữa AC và hình chiếu, tức là và AN, nó bằng góc CN, nó bằng góc này. Nó bằng góc CN. Đó, được chưa? Nó bằng góc CN. Và người ta yêu cầu tính tan, đúng không? Tan của góc này, thầy gọi thế này, tan của góc CN à, yêu cầu tính tan, đúng không? Tan thì bằng gì? Đối chia kề. Đối là bằng CN này. Bởi vì cái tam giác CN nó vuông tại N nha anh em. Nó vuông tại N. Bởi vì CN vuông góc mặt khoảng này này. Rồi. Tan thì bằng đối CN chia kề là AN. Được chưa? Đó. Bây em coi tôi có cái gì rồi. CN nó có rồi này. CN bằng A căn 3 trên 2 có rồi. Đúng không? A căn 3 trên 2. Rồi. AN thì là dựa vào cái tam giác nè. AN thì đi dựa vào tam giác AB, ABN. AN bằng căn bậc 2. AB bình. Được chưa? Nó bằng AB bình. Căn bậc 2 của AB bình cộng cho BN bình. Được chưa? Vậy nó bằng bao nhiêu? Ở đây BN nó là AG2. Đúng không? AB bình nó là 4A bình này. Cộng cho BN là AG2 bình nó là A bình G4. Vậy đây là A căn 17 phần 2. A căn 17 phần 2. Vậy ráp vào đây ha. Ráp vào đây thì ta được là CN nó bằng là A căn 3 trên 2 này. Nhân với chia, tức là nhân nghịch đảo. AN là 2 phần A căn 17. Đúng chưa? 2 phần A căn 17 thì rút gọn đi là bằng gì? Căn 3 chia căn 17. Rồi. Như vậy là tan của góc này bằng căn 3 chia căn 17. Đáp án gì kìa? Căn 3 chia căn 17 đáp án C. Đáp án C. Đúng không? Đáp án C. Rồi. Tiếp theo câu cuối cùng của cái câu số 28 này. Tính tan của góc. Câu cuối cùng này là cái gì? Tính tan của góc tạo bởi AN, AN nhé. Và mặt phẳng gì? ABC, ABC. Rồi, ABC đây. À. Tính tan của góc tạo bởi AN, đúng không? Và mặt phẳng ABC. À. Thế thì đây là góc giữa một cái cạnh với lại một cái mặt đứng. ABC là cái mặt đứng, đúng không? Thì các em có thể kể như thế này. Các em tìm hình chiếu của điểm N lên mặt phẳng ABC bằng cách là kể từ N vuông góc đến gì đi em? Kể từ N vuông góc đến BC. Thì khi mà từ N vuông góc đến BC rồi thì các em thấy là ví dụ N gì đó, N từ N kể vuông góc NI đi. NI vuông góc đến BC. Thì NI vuông góc với AB nữa thì NI sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Như vậy hình chiếu của điểm N lên mặt phẳng ABC chính là điểm Y. Rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy này, do cái tam giác ABC này nó sao? Nó đều. Cho nên nếu mà thầy gọi H là trung điểm của ABC thì ta có là DH nó cũng phải vuông góc với BC, đúng không? DH nó vuông góc BC. Như vậy thì khi đó là NY nó vuông góc BC và DH nó cũng vuông góc BC thì hai cái đường này nó sao? Nó song song với nhau. À. Như vậy thì chúng ta có được là NI song song với lại GH, được chưa? Rồi. Rồi thì nói lại nha. Để dựng hình chiếu từ N lên mặt phẳng ABC thì ta sẽ dựng là NI vuông góc BC, tức là dựng NI song song với lại GH. Được chưa? NI vuông góc BC rồi NI còn vuông góc với lại gì? AB. Cho nên suy ra NI sao? Vuông góc với mặt phẳng ABC. Được chưa? Do đó NI sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Do đó hình chiếu của N lên mặt phẳng ABC chính là điểm Y. Do đó hình chiếu của AN lên mặt phẳng ABC chính là gì? A, A.
chính là A, đúng chưa? Vậy thì góc giữa AN với là mặt phẳng ABC chính là góc nào các em? Chính là góc giữa AN với mặt phẳng ABC chính là góc NAI, nó là góc này. Nó là góc NAI. Đó. Được chưa? Thế thì góc NAI này tính như thế nào? Mấy em thấy là NI nó vuông góc với mặt phẳng ABC mà, cho nên NI nó vuông góc với lại AI. Như vậy thì cái góc này là góc vuông, được chưa? Người ta yêu cầu tính gì? Tính tan, tính tan của góc tạo bởi AN với lại ABC luôn, tính tan ha. Tức là tính tan của góc NAI đúng không? Rồi, tan nha. Tan của góc NAI thì bằng gì? Đây là điểm D. Tan của góc NAI. Tìm tan thì lấy gì các em? Tan của góc NAI, tìm tan lấy đối chia kề. Đối là NI này, chia cho kề là AI, đúng chưa? Đối chia kề. Thì các em nhận thấy hồi nãy là NI này này, nó là song song với lại GH, tức là nó là đường trung bình của tam giác BHG. Vì vậy thì NI bản thân nó là bằng GH chia 2. GH chia 2 đúng không? Mà GH nó chính là bằng cạnh đường cao của hình vuông cạnh A. Như vậy là GH là A căn 3 trên 2. Chia 2 nữa là A căn 3 trên 4. Rồi. Còn AI thì chưa có, nhưng mà AI tính được này. AI nó bằng căn bậc 2 của AB bình cộng cho BI bình. Đúng chưa? Mà AB thì bằng là A bình rồi, đúng không? Bằng A bình. Rồi AB thì 2A bình, bình lên là 4A bình. Còn BI này, H là trung điểm của gì? Của BC. Y thì lại là trung điểm của BH. Như vậy thì BI nó chính là 1/4 của BC. Bình lên là bằng A bình chia 16. BI nó chính là A chia 4. Bình lên là A bình chia 16. Rồi, các em rút gọn đi. 64 A căn 65 phần 4. Được chưa? Rồi, các em có đủ rồi đúng không? Thay vào đây, tan nó bằng NI nó chính là A căn 3 trên 4 này. Nhân cho chia cho, tức là nhân nghịch đảo là 4 phần A căn 65. Đúng chưa? Vậy rút gọn đi bằng gì các em? Căn 3 chia căn 65. Căn 3 chia căn 65. Căn 3 chia căn 65. Tức là căn 195 phần 65. Được chưa? Rồi, đáp án nào? Căn 195 phần 65 nha. À, đáp án C luôn. Căn 3 chia căn 65. Rồi. Rồi, câu C này, câu 27C, đáp án là C nha các em. Rồi, ok, thì qua câu 28. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 28. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A nha các em. Có cạnh SA bằng A căn 2 và SA này vuông góc với mặt phẳng ABCD. Rồi, các em vẽ hình ra ha. Đây, đáy là hình vuông thì em vẫn vẽ lên bình hành bình thường thôi. SA không có cái đáy nè. Rồi. Các em ghi các giả thiết lên nè. S này, A này, B này, C, D này. Được chưa? Đáy là hình vuông cạnh bằng A này. SA không có cái đáy. SA bằng A căn 2 này. Được chưa? Gọi M và N là hình chiếu của A lên SB và SD. Rồi. M và N. Đây là N này. Đây là M. Đúng chưa? Người ta yêu cầu tính góc giữa SC và mặt phẳng AMN. Tính góc giữa SC và mặt phẳng AMN nha. SC và mặt phẳng AMN. Ôi, nếu mà cái câu này như vậy thì nó hơi dở quá. Nó không có hay lắm. À, nó không có hay lắm bởi vì cái câu này tưởng nó góc những cạnh khác, chứ còn cái này thì nó thuộc vào dạng vuông góc rồi. Thì ta luôn luôn nhớ cái tính chất của hình này là gì các em? Đó là các cái mặt bên của nó là các tam giác vuông, tức là SCG là sẽ là vuông này, đó, SBC sẽ là vuông này, đó,
SAB, SAG thì vuông là biết rồi. Bởi vì ta luôn luôn chứng minh được là CBG này này nó vuông góc với mặt phẳng SA, SAG luôn luôn có nha. CG vuông góc với mặt phẳng SAG. Tương tự bên phía này là CB sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB, kem chứng minh được nó. Rồi, CG vuông góc SAB mà CG vuông góc SB như vậy CD là CG vuông góc với lại gì? AN, AN. Đúng không? Như vậy thì AN này vuông góc với CG là một này. AN vuông góc với lại S gì? SC. AN vuông góc SC. Đó. Ủa xin lỗi, AN vuông góc với AG chứ. Ghi lại nha, thầy nói lại nha. AN thầy nói lại này. AN vuông góc với lại C, CG là một này. AN vuông góc với lại CG. Bởi vì CG vuông góc với mặt phẳng SAG đúng không? AN vuông góc với CG rồi. AN lại vuông góc với lại gì? SG nữa theo giả thiết. Đúng không? Suy ra là AN vuông góc với mặt phẳng gì? Vuông góc với mặt phẳng SCG. Đúng không? Thì do đó là AN vuông góc với lại SC. Đó. Thì AN vuông góc SC được chưa? Thế thì hoàn toàn tương tự bên này AM này, AM vuông góc SB này. Một đường AM vuông góc với BC, AM vuông góc BC thì khi đó ta chứng minh được là AM vuông góc với mặt phẳng SBC. Vậy giờ đó suy ra là AM vuông góc với lại gì? SC luôn. Như vậy nó tóm lại là AM và N đều vuông góc SC. Do đó SC vuông góc với mặt phẳng gì? MN. Thì vuông góc với MN thì thôi. Thì suy ra là góc đó là bằng 90 độ thôi. Suy ra góc giữa SC và mặt phẳng MN bằng 90 độ. Thì ở đây thì nó dở hơi dở là bởi vì nó đâu cần phải cho yếu tố về độ dài chi đâu đúng không? Đối với cái hình này này SA vuông góc với đáy, đáy là hình vuông hay là hình chữ nhật gì đó, AM và AN là hai cái hình chiếu lên hai cái cạnh bên này thì luôn luôn ta có là SC sẽ vuông góc với mặt phẳng MN, không có cần yếu tố về độ dài để làm gì cả đúng không? Vậy thì góc này luôn luôn bằng 90 độ rồi. Vậy câu 28 là gì cơ? Đáp án A. Câu 28 đáp án A nha. Được chưa? Rồi qua câu 29. Tiếp theo câu 29 nha. Câu 29 như sau. Cho hình chấp SABCD có SA bằng A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy và đáy là tam giác vuông cân tại B. Người ta cho AB là bằng A. Hỏi góc giữa AC và mặt phẳng SBC là bằng bao nhiêu? Rồi. Như vậy chúng ta vẽ hình ha. SA vuông góc với đáy này. Đáy là tam giác vuông cân tại B. Mấy em vẽ bình thường thôi. Đáy là tam giác vuông cân tại B. Rồi. Hỏi góc giữa AC và mặt phẳng SBC. Rồi. Đây là S này. Đây là A. AB bằng A. Rồi. Rồi. Góc giữa AC nha. Và mặt phẳng SBC nha. SBC. SBC. Rồi. Thì các em coi thử là góc giữa AC và mặt phẳng SBC thì hình chiếu của điểm A ha, hình chiếu của điểm A lên cái mặt phẳng SBC nó là điểm nào? Bởi vì giao điểm nó chính là C rồi, giao điểm nó chính là C rồi này, đúng không? Hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng SBC nó chính là điểm nào? Thì các em thấy là A này này, AB mấy em chứng minh được là BC này, để ý nha, BC này nó vuông góc với AB là một này. BC vuông góc với SA là hai này. Vậy bao giờ chúng ta có là BC nó sẽ vuông góc với mặt phẳng gì? SAB. Đúng không? BC nó đã vuông góc với mặt phẳng SAB rồi. Vậy cho nên là muốn dựng hình chiếu từ điểm A lên cái mặt phẳng SBC này này thì trong cái mặt phẳng SAB em dựng AH vuông góc với SB. Đó, ta dựng AH vuông góc SB. Thì AH này vuông góc SB. Rồi AH này còn vuông góc với B. BC bởi vì BC vuông góc với mặt phẳng SAB đúng không? Cho nên AH vuông góc với hai đường là SB và BC, suy ra là AH vuông góc với mặt phẳng SBC. Vậy thì hình chiếu của điểm A lên cái mặt phẳng SBC chính là điểm gì? Điểm H.
đúng không? Như vậy thì hình chiếu của điểm A đó lên mặt phẳng SBC chính là điểm H. Như vậy thì suy ra là góc giữa AC và mặt phẳng SBC chính là bằng góc giữa AC và HC, bằng góc ACH, ACH luôn, được chưa? Bằng góc ACH, bằng góc này. Đó, ACH. Rồi. ACH thì bây giờ người ta yêu cầu đi tính góc luôn, tính góc này bằng bao nhiêu? Thì tam giác ACH là nó vuông tại H, tam giác ACH là nó vuông tại H. Đó. Như vậy thì coi thì có cạnh nào rồi, đúng không? Thì rất hết là em có cạnh nào rồi. Cái cạnh AC là cạnh huyền của tam giác vuông cân. Vậy AC, thằng này là A, thằng này là A, thì em sẽ tính dùng Pythagore tính nó được là AC bằng A căn 2. Đúng không? AC bằng A căn 2 ghi ra nha. Rồi. AH nó là đường cao của tam giác XAB, nó cũng là tam giác vuông cân luôn, bởi vì hai cạnh này bằng nhau này. Như vậy thì AH nó bằng gì các? Nó bằng SB trên 2. AH nó bằng SB trên 2. Mà x đường cao cũng là đường trung tuyến, bởi vì tam giác vuông cân mà, đúng không? Đường cao cũng là đường trung tuyến. Như vậy thì AH bằng một nửa cạnh huyền SB. SB mà em tính được là tam giác vuông cân cạnh bằng A thì nó là A căn 2 luôn. Như vậy SB nó bằng A căn 2 chia 2. Rồi. Như vậy thì trong tam giác AHC thì mình có AH và mình có AC, đó là cạnh gì? Cạnh đối và cạnh cạnh huyền. Mình em dùng gì? Dùng sin, đúng không? Sin của góc AHC, ACH chứ. Tìm sin thì lấy gì? Đối chi huyền, đúng không? Đối là AH, chi huyền là AC, đúng chưa? Như vậy là AH là bằng A căn 2 trên 2, AC chính là A chi 2, A căn 2. Như vậy đơn giản đi, bằng 1/2, đúng chưa? Như vậy sin nó bằng 1/2, như vậy sin ra góc ACH bằng nhiêu? 30 độ. Đáp án góc giữa AC và mặt phẳng SBC bằng 30 độ. Rồi, đó là góc đáp án D. Câu 29 đáp án D nha. Được chưa các em? Rồi, tiếp theo chúng ta đáp án câu 30.